Chân dung hai nhân vật nổi tiếng trong quân đội nhân dân Việt Nam cùng mang tên Nguyễn Minh Châu. Một, nhà văn Nguyễn Minh Châu. Nhà văn Nguyễn Minh Châu sinh ngày 20 tháng 10 năm 1930, ông mất ngày 23 tháng 1 năm 1989, là một nhà văn có ảnh hưởng quan trọng đối với văn học Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam và thời kỳ đầu của đổi mới. Ông là một trong những cây bút văn xuôi tiêu biểu của nền văn học Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975. Nhà văn Nguyễn Minh Châu quê ở làng Văn Thai, tên nôm là Làng Thơi, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Năm 1945, ông tốt nghiệp trường Kỹ nghệ Huế với bằng thành trung. Tháng 1 năm 1950, ông học chuyên khoa trường Huỳnh Thúc Kháng tại Nghệ Tĩnh, sau đó gia nhập quân đội, học trường sĩ quan lục quân Trần Quốc Tuấn. Từ năm 1952 đến năm 1956, ông công tác tại Ban Tham mưu các tiểu đoàn 722, 706 thuộc Sư đoàn 320. Từ năm 1956 đến năm 1958, Nguyễn Minh Châu là trợ lý văn hóa Trung đoàn 64 thuộc Sư đoàn 320. Năm 1961, ông theo học trường văn hóa Lạng Sơn. Năm 1962, ông về công tác tại Ban Văn nghệ Quân đội, sau chuyển sang Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam vào năm 1972. Nguyễn Minh Châu qua đời vào ngày 23 tháng 1 năm 1989 tại Hà Nội, thọ 59 tuổi. 2. Thượng tướng Nguyễn Minh Châu. Thượng tướng Nguyễn Minh Châu sinh năm 1921, ông mất ngày 23 tháng 10 năm 1999, là một tướng lĩnh cao cấp trong quân đội nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng. Ông nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông từng giữ các trọng trách như Tư lệnh Quân khu 6 thuộc B2, Tham mưu trưởng Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Tư lệnh Quân đoàn 232 trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh Quân khu 7, Phó Tổng Thanh tra Quân đội, Trưởng ban đại diện Bộ Quốc phòng tại phía Nam. Thượng tướng Nguyễn Minh Châu có bí danh là Năm Ngà, ông sinh tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Trên đây, Kiến thức và Giải trí vừa gửi đến quý vị và các bạn chân dung hai nhân vật nổi tiếng trong quân đội nhân dân Việt Nam cùng mang tên Nguyễn Minh Châu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.